video mới bên em. Mai bên em sẽ quay rất tần tật dinh dưỡng trước chạy, trong chạy và sau chạy, giúp anh em có một thành quả tốt nhất trong các giải sắp tới như là Midnight hoặc Long Biên cuối tháng này. Thì đầu tiên em sẽ có cái thanh năng lượng XK này. Thì cái thanh năng lượng XK này nó sẽ giúp anh em bóp bụng trước khi chạy. Thì mọi khi thường các giải sẽ tổ chức vào rạng sáng, là từ 3 đến 4 giờ sáng. Thì các cự ly sẽ bắt đầu thì anh em thường sẽ không ăn sáng và sẽ chạy luôn. Thì anh em có thể sử dụng thanh này nhé. Thì với anh em 21 thì có thể sử dụng một thanh, với anh em 42 FM thì có thể sử dụng hai thanh này. Thì thanh này bên em đang có 3 vị. Đầu tiên là sô cô la chuối, xoài dứa và chuối. Thì tất cả cái này em đều sử dụng rồi. Thì em thấy chỉ có xoài dứa là sẽ hơi khó sử dụng chút, tại vì nó hơi chua. Còn chuối và sô cô la chuối thì nó sẽ thiên ngọt nhiều hơn và cũng dễ ăn chứ không có ăn đâu anh em ạ. Một cái thanh này nó sẽ gồm 117 calo, thì nó sẽ giúp cho anh em chạy đến km 5 hoặc 10 thì sẽ cảm giác hơi đói một chút. Thì lúc đấy anh em có thể sử dụng gel năng lượng. Thì cái gel năng lượng này cơ bản là nó sẽ là dạng bột anh em, dạng tinh đường bột ấy. Thì mỗi, tại sao là anh em 21 đến 42 thường phải sử dụng cái gel này, thì tại vì mỗi cơ thể thường có một cái lượng cáp nhất định, mà khi chạy cái lượng cáp này nó sẽ tiêu thụ rất nhanh. Thì nếu anh em không bổ sung từ điện giải hoặc chuối hoặc các hoa quả bên đường thì rất dễ có thể là anh em khi chạy xong sẽ rất bị đuối sức và không thể hồi phục nhanh được. Hoặc trong lúc chạy anh em sẽ có thể bị thiếu đường thì dẫn đến chuột rút, hoặc bị suy nhược cơ thể dẫn đến sốc nhiệt hoặc sốc khi chạy. Thì lúc đấy thì anh em nên sử dụng cái loại gel này. Thì loại này là của Hammer, thì em đang sử dụng Hammer và Go rồi, thì em sẽ cảm giác thôi nhé, cảm giác sẽ là gel Hammer tốt hơn. Thì những cái vị này thường nó có nhiều vị anh em để chọn ở link Shopee, em sẽ để bên dưới. Thì đầu tiên em sẽ có vị là của cam này, cam, táo, tropical, cà phê và cua đậu phộng. Thì cái vị cà phê này nó được anh em sử dụng nhiều nhất, bởi vì cũng là lý do là chạy rạng sáng thì anh em thường buồn ngủ. Như midnight này em nhớ nhầm sẽ chạy đêm thì phải, chạy 12 giờ đêm hay là 1-2 giờ đấy em cũng chưa xem lịch, thì anh em hay buồn ngủ thì loại gel này nó sẽ giúp anh em đỡ buồn ngủ hơn. Em cũng chưa sử dụng loại gel này đâu, tại vì em cũng không quen, khi uống cà phê vào thì em cường say nên em cũng chưa sử dụng loại gel này. Giải TV anh vừa rồi em sử dụng Marfen, thì loại đấy sẽ là tốt nhất của các loại gel. Mà đối với anh em mới chạy hoặc anh em chạy 21 hoặc kể cả 42 thì sử dụng những cái dòng phổ thông này cũng rất ok nhé. Thì em hay tập thì em sẽ sử dụng vị táo và vị chuối, hai vị thiên nhiên này sẽ rất dễ ăn và nó cũng không quá ngọt như kiểu vị chocolate hoặc vị bơ đậu phộng hoặc vanilla. Thì hai vị này em sẽ thường xuyên sử dụng trong các luyện tập khoảng 10 đến 15 km, hoặc kể cả anh em muốn mà kiểu anh em chạy mà cảm giác đói hoặc đuối sức trong chạy thì anh em có thể sử dụng. Còn đối với combo mà anh em chạy 21 thì em nghĩ là tầm khoảng 2 gói. Nếu mà anh em mà mới chạy hoặc chưa tập luyện gì nhiều thì em nghĩ 3 gói và anh em sử dụng chuối hoặc điện giải giữa đường thì nó sẽ cũng là đỡ sức hơn cho anh em. Còn đối với anh em mới chạy thì em khuyên là 3 gói và anh em chạy từ sub 2 trở xuống hoặc anh em chạy 2-30 trở xuống thì em nghĩ là tầm 2 gói là ok. Tiếp đến em có gel bổ gum. Đây, gel gum sẽ là 44.000 một gói. Thì cái này em cũng có vị đủ vị tự nhiên, cũng là những cái vị lạ khác như vị cola này. Vị cola này cũng là rất dễ ăn, không giống vị coca thôi. Chocolate và cà phê nó cũng giống y vị của Hammer, nhưng mà ăn nó sẽ hơi khác một chút. Như em cảm nhận thì ăn nó sẽ hơi bị lợ, hơi bị ngọt. Không biết anh em sử dụng như nào, nhưng mà em thấy của Hammer nó sẽ đỡ thiên về ngọt hơn, và nó chủ yếu là có một chút mùi của hoa quả. Còn tất cả những cái dạng gel này thì như vị dưa hấu, mà trước em thử mà không thấy cảm giác vị dưa hấu nào luôn, là đường, cảm giác như mình đang ngậm một ngụm đường chẳng hạn. Thì đối với anh em 42 thì em khuyên là tầm khoảng 4 gói. Anh em nào chạy lâu rồi thì tầm 4 gói, còn anh em là mới chạy thì khả năng là tầm 5 gói mới đủ. Tại vì dọc đường anh em chạy càng lâu về thì cơ thể anh em càng đuối, mà càng đuối thì anh em nên cần nạp năng lượng ngay. Thì anh em nên sử dụng tầm 5 đến 6 gói chắc trong người. Thì cái này nó cũng nhẹ anh em, tầm khoảng em nghĩ là tầm khoảng 10g, 10-20g 32g, thì nó cũng nhẹ, nó cũng không vướng víu anh em đâu. Thì tầm khoảng như em chạy 42 thì 5 km đầu em không dùng này. Đến 5 km, từ km 10 em bắt đầu dùng gel. Thì em sử dụng một gói chia nhỏ ra để uống chung với nước, vì cái này nó rất ngọt anh em nhé. Anh em chú ý cái này nó rất ngọt, anh em không nên sử dụng một lần nào uống sử dụng hết luôn thì nó cảm giác nó rất bị lợ và khé cổ, gây buồn nôn chẳng hạn. Hoặc dạ dày anh em yếu mà chưa sử dụng quen ấy, mà sử dụng ngay lúc đầu ấy, thì dạ dày yếu thì cũng rất dễ có thể là đi vệ sinh các thứ, là nói chung là sẽ ảnh hưởng đến thành tích của anh em. Thì đối với anh em 21 thì em nói lại là anh em 21 nên sử dụng 2-3 gói, anh em 42 thì nên sử dụng 4-5 gói thì sẽ hợp lý hơn. Đây, các vị cũng là đều là vị tự nhiên, dưa hấu này, chanh này, cam này, chocolate và cà phê là của Gu, 44.000 gói thôi. Của Hammer sẽ 49.000 một gói. Thì em dùng Hammer nhiều thì em sẽ thiên cho anh em lựa chọn Hammer hơn. Còn đúng ra thì trên Shopee hoặc trên ở ngoài thì em kinh doanh cái dòng này em thấy anh em chọn thiên về Gu hơn, thì khả năng cũng do một phần về giá trị hoặc giá thành của nó, của Gu cũng rẻ hơn Hammer 5.000 đó. Tiếp đến em có muối nhỉ, muối của Hammer. Lần này em cũng về 2 hộp mà cũng hết rồi anh em, chỉ còn 4-5 gói này thôi. Thì cái gói này sẽ là một gói 3 viên. Thì anh em trước chạy nên sử dụng một viên này trước này.
thì nó sẽ giảm căng cơ về những cái mét sau, tại vì muối này nó là viên con nhộng ấy, anh em cần phải uống và nó cần phải ngấm nữa, chứ không phải là anh em uống xong một cái, hoặc anh có nhiều anh em thì cắn luôn ra hoặc lại đứng ở chặn cái bước này lại bẻ nó ra để hòa vào nước, thì cái đấy nó lại không hợp lý cho lắm, vì cắn cái này thì nhiều rất nhiều anh em khi cắn cái này bị bỏng lưỡi hoặc bỏng họng rồi, thì anh em không nên sử dụng như vậy nhé. Nếu anh em làm mới chạy ấy, thì anh em cứ uống trực tiếp và bình thường như kiểu uống thuốc thôi, chứ không cần là cắn ra pha nước đâu, thì nó cũng ngấm từ từ thôi mà, nó không cần phải luôn vào ngay đâu. Anh em có thể sử dụng trước chạy này, trong chạy thì anh em có thể sử dụng 5 đến 10 km thì anh em sử dụng theo gel, nghĩa là gel anh em cắn lúc nào thì anh em sử dụng một viên muối lúc đấy, nghĩa là cứ tầm 5 hoặc 10 km thì anh em cắn một gói gel thì lúc đấy anh em sử dụng một gói muối, nhầm một viên muối thì nó hợp lý hơn. Thì đấy, thì một gói này 3 viên, đối với anh em 21 thì em khuyên là một gói này, đối với anh em 42 thì tầm 2 gói là ok. Thì đấy là anh em 42. Còn tất nhiên là mỗi người một cơ địa thì cũng không thể nào nói được là đối với anh em này sử dụng 2 đến 3 gói mới ok cơ. Còn đối với anh em khác, như em chạy thì trong một giải em sử dụng đúng một gói, nếu mà chạy 42 em chạy hơn 6 tiếng cơ. Ở giải đi banh vừa rồi em sử dụng đúng một gói này thôi. Thì em chia ra là 10 km em cắn một lần, 10 km em uống một lần, uống một viên. Đến 10 km sau hoặc cứ tiếp đến thì em sẽ uống một viên tiếp. Thì cái này em cảm nhận nó sẽ là giảm chuột rút và bù điện giải. Tất nhiên là điện giải trên đường có rồi thì anh em hỏi là cái này nó sẽ để làm gì nữa. Thì cái này cơ bản là nhiều anh em chạy dài biết rồi ấy, cơ thường nó rất mỏi, ở những km sau thì cái này nó sẽ giúp anh em là giảm mỏi cơ và tránh chuột rút, vì khi chuột rút thì rất nhiều anh em sẽ bỏ cuộc, thì lúc đấy sẽ ảnh hưởng đến thành tích. Thì cái này nó sẽ giúp anh em là giảm cái trường hợp là chuột rút cũng như là bó cơ anh em vào, nhưng nó sẽ bù điện giải và lưu thông máu tốt hơn, thì sẽ như vậy. Thì đối với gói này chỉ là 35.000 một gói thôi, nhưng mà sắp tới khả năng là chỉ còn mai hoặc ngày kia thôi là số lượng hàng bên em sẽ hết cái dạng gói này, thì bên hãng họ đang cháy hàng anh em ạ, không còn một bên nào còn nữa, anh em phải tìm trên mạng cũng không còn, họ bây giờ chỉ có từ tách muối viên từ nọ sang nọ, đấy sẽ là 120 viên và giá là 850 một lọ. Thì sắp tới nếu anh em nào cần quá thì bên em sẽ sử dụng cái trường hợp đấy, tại vì bây giờ hãng cũng cháy hàng rồi nha, không thể bên nào còn nữa mà lấy về cho anh em sử dụng được. Thì gói này chỉ 35.000 thôi nhá. Tiếp đến nó sẽ là một sản phẩm cũng rất cực kỳ nhiều anh em lần này sử dụng, và em 42 vừa rồi em sử dụng, đó là Glaptic. Thì loại này sẽ chuyên trị chuột rút, tức là chuột rút sâu ấy, nghĩa là anh em chỉ cần cảm nhận thấy có chuột rút thôi, anh em sử dụng một gói này thì sẽ đỡ chuột rút, hoặc có nhiều anh em sử dụng xong bảo với em là không chuột rút nữa luôn, thì em cũng không hiểu là cái gói này nó thần kỳ như thế nào. Thì cái gói này sẽ chuyên chống chuột rút, thì anh em chỉ cần cảm nhận 10-15 phút trước khi cảm nhận thấy chuột rút, anh em sử dụng gói này thì sẽ giảm chuột rút rất nhiều nhé. Thì đây gói này chuyên chống chuột rút, thì một gói này nó dạng nước 20ml, thì đợt vừa rồi em sử dụng nó cực kỳ đắng và chua luôn, cực kỳ khó uống, nên anh em mà chú ý nhé, không uống nguyên một ngụm mà anh em có thể chia ra là 1 km anh em uống tầm 3 ngụm, xong một gói này thì đến km tầm 30 em sử dụng một gói này thôi, em nghĩ là đủ, chứ không cần phải là 10 hoặc 20 km đầu mới sử dụng, hoặc 10-15 km sử dụng một lần, thì em nghĩ là không cần thiết. Đấy là đối với em, tại vì mỗi cơ địa như em bảo ấy, mỗi cơ địa thì thường nó sẽ có một cái sức khỏe riêng, thì không thể nào anh em nào giống anh em nào được, nên việc phân chia các gel năng lượng hoặc các dinh dưỡng này thì anh em nên test thử 1 đến 2 tuần trước khi chạy thì nó sẽ tốt hơn, vì lúc đấy anh em sẽ đo lường được là đến km nào thì cơ thể anh em bắt đầu yếu, đến km nào là cơ thể anh em bắt đầu bị chuột rút hoặc bị suy nhược, thì lúc đấy anh em nên sẽ điều phối các gel muối hay năng lượng này một cách hiệu quả nhất. Thì đây cũng là một loại muối của Wu, loại này em chỉ có nọ thôi, một nọ này nếu anh em sử dụng lâu dài thì em khuyên là anh em mua luôn một nọ này, nọ này chỉ có 350 thôi. Thì đây sẽ là muối của Wu, em chỉ còn vài lọ thôi, thì anh em có thể đặt hàng bên dưới, em sẽ để link ở comment nhé. Thì loại này hạn sử dụng của nó sẽ là tháng 10 2023, nói chung là rất dài. Các gel này cũng vậy, các gel này đều đến 2023 hết, tháng 9 này, như gel của Wu tháng 9, gel của Hammer như em nhớ không nhầm là cũng 2023, muối như là 2025 này, muối này là lâu nhất, muối này đến 2025 mới hết hạn. Anh em chú ý một cái nữa là nhiều anh em mua muối tách về thì thường bảo quản không tốt thì nó sẽ bị ngả màu vàng, và cái hiệu quả em nghĩ là nó cũng không tốt như kiểu anh em đóng gói vào như này đâu. Thì anh em nên mua sử dụng trong sử dụng trong cái giải đấy chẳng hạn, thì anh em mua trước khoảng 1 đến 2 ngày hoặc 3 ngày trong anh em sử dụng luôn và sử dụng hết, chứ không nên để tồn lại, vì khi không ở trong nọ thì em nghĩ là nó sẽ ảnh hưởng đến chất lượng muối nhé. Thì đấy, trên đây là tất cả tập video này em nói về dinh dưỡng chạy bộ bên em, đây nói trước nói xong rồi quên mất chưa nói sau. Thì đây sẽ là recovery của Taiwin, thì loại này sẽ phục hồi cơ sau chạy này, thì nó sẽ giúp anh em phục hồi cơ sau chạy. Thì loại này là 88.000 một gói, thì anh em chạy về 21 hoặc 42 xong thì anh em nào cũng có thể sử dụng gói này, thì anh em nên sử dụng một gói này để phục hồi cơ nhanh hơn, đỡ bị suy nhược nữa. Thì anh em về có thể pha nước uống luôn tại bị vạch thích, thì thường nó có quẩy nước ấy, thì anh em có thể pha vào chai uống luôn. Loại này cũng 88.000 gói nhé, em sẽ để hết link shop ở bên dưới anh em có thể đặt. Trên đây là toàn bộ dinh dưỡng bên em đang có, thì anh em có nhu cầu
tìm dinh dưỡng để phục vụ các giải sắp tới để có một thành tích tốt nhất thì anh em có thể nhấn vào link không, em sẽ để dưới link shop ở dưới comment cho anh em lựa chọn nhé. Cảm ơn anh em và hẹn gặp anh em ở những video tiếp theo. Bye bye.